Em thích món ăn gì nhất? Em thích ăn ngọt. Em ăn ngọt, ngọt là món gì vậy? Kem nè, rồi trái cây. Anh cũng ngọt nè. Mời em. Rồi, ngồi vô đây. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Rồi, ok, đẹp. Lại là một số rất đặc biệt ha quý vị ha. Rồi, bây giờ mời em trai bên đây giới thiệu trước. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Em tên là Trần Nhật Quang Trường. Mọi người hay gọi em là Kỳ Kha. Em 22 tuổi. Em quê ở Đồng Nai nhưng mà sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì cưng? Dạ em đang làm nhân viên bán hàng ở Cốt Bình Triệu. Mình đang sống với ai? Dạ em đang sống với anh trai ạ. Em anh trai, còn ba mẹ là ở đâu? Dạ ba mẹ ở dưới quê ạ. Ba em mất rồi ạ. Ba mất và mẹ dưới quê, là mình có hai anh em thôi. Anh này anh trai họ thôi ạ, còn em là có một đứa em gái ruột. Lên đây được bao nhiêu năm rồi? Dạ em lên được 4 năm rồi ạ. 4 năm. Rồi, mời bên đây em giới thiệu. Chào chị Cát Tường. Xin chào chương trình Hẹn Ăn Trưa. Em tên là Nguyễn Phi Hưng, 20 tuổi. Hiện tại em đang làm và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Em làm nhân viên tư vấn bán hàng, cái di động. Quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Bình Thuận. Mà mình gọi đây lâu chưa cưng? Dạ khoảng tầm 1 năm. 1 năm. Em đang ở với ai trong này? Ở với bạn. Ở với bạn là mình thuê nhà trọ, mình ở chung với bạn. Bạn trai hay bạn gái? Dạ trai. Bạn trai. Bạn trai là bạn hay là bạn có quan hệ bạn, gì không? Bạn bình thường. Bạn bình thường thôi. Mấy bạn? Một. Một bạn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Trường? Dạ điểm mạnh của em là em khá hoạt ngôn, giỏi làm người yêu vui, với cả em nấu ăn khá ngon ạ. Còn điểm yếu của em là hát dở, nhảy xấu, múa tệ. Chăm sóc người yêu tốt. Dạ. Thôi vậy được rồi, khỏi hát hò gì đi. Thế còn em? Biết một tí nấu ăn, hát thì cũng ok. Hát khúc cho bên đây bạn trai nghe nè. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm mềm, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời em muốn nói. Vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười, vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời. Sao hỡi người hát dở kia, em cảm nhận giọng hát của người ta như thế nào? Dạ, này hát quá hay rồi chị. Quá hay rồi hả? Dạ. Ủa em có ý định làm ca sĩ gì không? Dạ không. Chắc cũng thường hay hát lắm phải không? Dạ đúng rồi. Hát ở đâu? Hát karaoke, nói chung là ở chỗ làm cũng hay có hát đó. À, là cũng một cây văn nghệ chỗ làm đây. Dạ. Rồi, đó là điểm mạnh điểm yếu của hai bạn. Bây giờ mình cũng là những trường hợp đặc biệt, thì Tường sẽ đi sâu hơn một chút xíu, hỏi về hoàn cảnh của Trường trước. Mình đã come out với gia đình từ lúc nào? Dạ thì thật ra là từ lúc mà lớp 6, lớp 7 á, là em có một cái thói quen khác người, một cái là em hay soi gương á chị. Nên là mẹ thường hỏi em là sao mà con trai mà khoái đứng trước gương mà soi vậy. Thì em lúc đấy cũng bình thường thôi, em nói là do là con thích soi thôi, tại vì mình thích nhìn ngắm trong gương bình thường mà mẹ. Mà đến lớp 11 mẹ một ngày mà đi học trễ á, thì mẹ mới hỏi ủa sao mày soi gương đứng đi học trễ luôn, rồi mày thích con trai con gái vậy. Thì em mới nói buộc miệng ra luôn, em nói là mà nếu mà con thích con trai thì sao mẹ. Thì lúc đó chắc mẹ cũng biết, nhưng mà mẹ cũng vẫn là im lặng đến bây giờ. Nhưng mà lúc em đi học là lớp 6, lớp 7 đó là em đã biết mình thích con trai rồi? Dạ không, lúc đó chưa thích con trai, nhưng mà có những cái biểu hiện. Là những cái biểu hiện là nó không có giống bạn nam bình thường á chị. Nhưng mà lớp 11, 12 á, bắt đầu em mới thích bạn nam. Trước đó có khi nào em thích bạn gái chưa? Lúc lớp 8, lớp 9 thì có thích, nhưng mà cũng không có đi được tới đâu á chị. À, cái thích sơ dạ, thôi đúng không? Sơ thôi à. Nhưng mà khi thích bạn trai thì thích mãnh liệt hơn. Dạ. Rồi vậy là chỉ nói với ba mẹ vậy thôi, chứ chưa có khi nào mà ngồi trực diện mà nói, hay là phản ứng của ba mẹ em như thế nào? Dạ, thật ra ba em mất từ lúc mà em lớp 6 rồi. Nên là mẹ em á, nhiều khi em cũng không muốn mẹ buồn nhiều quá chị. Nên hai mẹ con hay giỡn hớt với nhau lắm. Nhiều khi những cái câu nói giỡn quen nhưng mà mẹ biết là thật luôn, nhưng mà mẹ vẫn để trong tim mẹ thôi, chứ em cũng không muốn mẹ buồn nhiều. Có nghĩa là tự hiểu với nhau. Dạ đúng thôi. Rồi, tự hiểu chứ nhau em thôi. Cũng chưa bao giờ em nói cụ thể rõ ràng mà mẹ cũng không hề một cái phản ứng gì rõ ràng với em. Dạ đúng rồi. Ok, vậy còn em? Bước vào lớp 6 á, thì lúc mà trong sao hai bên cũng lớp 6 giống nhau vậy, bắt chước người ta hả trời. Trong giai đoạn vậy thì á, thì mình có những thay đổi á, thì những cảm xúc của mình thì đã biết mình như vậy rồi, thì gia đình em cũng đã biết từ lúc đó. Rồi phản ứng ba mẹ sao? Thì
dạng như là không chấp nhận mình á, cái gì dạng là im im thôi à, dạng thì buồn buồn nhưng mà không có nói ra. Tới tận bây giờ thì gia đình cũng đã chấp nhận em rồi. À bây giờ là gia đình chấp nhận. Em đông anh chị em không? Dạ 4 người. À, có con trai nữa không? Sinh đôi. À sinh đôi với em. Anh em. Là bạn trai kia hay bạn gái? Men. 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 Con trai men hờn quá hú hồn. Hai anh em thương nhau không? Lúc trước á thì em như vậy nè, thì dạng anh không có thích nhiều, dạng lúc nào cũng chửi và đánh hết trơn á. Dạng là không có thích, chứ lại đi ra đường người ta nói này nói kia thì anh không, dạng không có thích. Rồi về sau này lớn lên thì thương hơn. Thương hơn rồi. Hai anh em giống nhau không? Lúc nhỏ thì giống nhưng mà bây giờ lớn lên thì cảm thấy nó khác khác rồi. Khác khác rồi. Một đứa thì dạng hơi chân diện một tí, còn một đứa thì kiểu ăn chơi này kia đó. Nhưng mà vậy là em có đó giờ có khi nào thích bạn gái chưa? Trước năm 12 thì dạng có là bạn bè thân quá rồi có thích thích vậy thôi à. Vậy trong cái mối quan hệ của hai bạn là ví dụ là trường là mình là thế là mình kèo trên. Kèo trên hả? Kèo dạ. Trên có nghĩa là mình là nam đó phải không? Dạ đúng rồi. Còn em? Em là kèo dưới. Rồi có khi nào mình làm kèo trên được không? Dạ không. Em không có muốn. Rồi có khi nào thí dụ như em có khi nào em nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ thay đổi mình thích bạn gái không? Dạ không, em nghĩ là không đâu ạ. Em nghĩ là không ạ? Dạ. Sao em dám khẳng định 100% vậy? Dạ tại vì chắc lớn rồi nên em đứng đắn một tí xíu rồi đó chị. Nên là em biết là em thích nam hơn rồi. Còn mình? Còn em thì chưa bao giờ suy nghĩ đến điều đó. Chưa bao giờ suy nghĩ điều đó luôn. À, em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi. Rồi. Mối tình đầu tiên thì được 1 năm. Nhưng mà trong vòng 1 năm quen nhau thì người đó đang quen em thì đi lại quen một người khác. Sau chia tay thì sau một thời gian khoảng tầm 1-2 tháng thì người ta có nhắn tin đòi quay lại với em thì em cũng chấp nhận quay lại. Rồi xem gì đó luôn. Dạng như là có kỷ niệm với nhau nhiều, dạng cũng có tình cảm thương nhau thật sự là mối tình đầu của em luôn á. Thì có thương nhau thì chấp nhận quay lại, sau một thời gian họ cũng đi ngoại tình tiếp. Bản chất là phải không? Bản chất rồi, không bao giờ thay đổi được hết. Nhưng mà người ta nói những người trong giới tụi em cũng không có chung tình lắm, điều đó đúng không? Một số thôi chị, chứ có thì cũng sẽ có. À là cũng sẽ có. Vì gì tụi em không có cái gì để gắn kết với nhau đúng không? Theo em nghĩ trong tình yêu thì mình làm sao để mình giữ được những cái tình yêu đó cho nó đẹp, cho nó bền vững? Muốn giữ một tình yêu đẹp thì hai bên phải là tôn trọng lẫn nhau, cái nhất. Cái thứ hai là luôn chia sẻ cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thôi. Đó cũng chỉ mới là lý thuyết thôi ha. Chứ đi đến thực hành thì cũng hơi khó. Thế em có đồng ý với bạn ấy nói là cái giới của mình là nhiều khi là không có được chung thủy lắm, em có thấy điều đó đúng không? Dạ thì em nghĩ là trong giới nào cũng vậy thôi, nhưng mà giới tụi em nó hơi lạ so với mọi người, nên là mọi người có thể chú ý với bọn em hơn. Nên nói với em như thế, nhưng mà mình chú tâm vào cái tình cảm đó thì sẽ không có tình trạng ngoại tình nó xảy ra như bạn nói. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua 4 mối tình rồi. Mối tình của em là từ lớp 11. 11 là em thích một bạn nam. Sau mà 6 tháng quen nhau thì bạn đó đi định cư ở Mỹ. Và do là khoảng cách địa lý xa quá nên hai đứa em chia tay. Mối tình thứ hai là lúc lớp 12 em ở trong ký túc xá. Ở trong ký túc xá thì hai đứa quen nhau được có 3 tháng thì lúc mà đang ôm nhau chị thì thầy mà ở quảng thấy em như vậy, bắt em quỳ gối 1 tiếng đồng hồ luôn á chị. Bắt quỳ gối 1 tiếng đồng hồ sau rồi thầy đó còn báo về cho gia đình bạn đó nữa. Thế là bạn đó bị bắt về Nha Trang. Và đến bây giờ hai đứa em cũng mất liên lạc nhau luôn. Ôm nhau kiểu gì mà để thầy bắt quỳ 1 tiếng đồng hồ dữ vậy? Còn mối tình thứ ba thì là quen được khoảng 7-8 tháng á. Xong rồi bạn đó bị bệnh về tiết niệu á. Nên là bạn đó muốn chia tay em để không phải là gánh nặng. Nhưng mà lúc sau em mới biết ra, phát hiện ra đó chỉ là cái lý do để bạn đó có người thứ ba thôi. Còn mối tình thứ tư là cái mối tình mà em sâu đậm nhất, là gần 2 năm. Em hay về nhà bạn đó chơi lắm và bạn cũng hay về nhà em chơi lắm. Đến lúc mà cách đây khoảng không lâu á thì mẹ bạn đó biết em với bạn đó quen nhau do bạn đó nói. Mà mẹ bạn đó nhất quyết là không chịu quen. Mẹ bạn đó đòi tự tử này kia. Có nghĩa là bạn đó chưa come out với gia đình trước dạ, đó. Dạ đúng rồi, bạn đó chưa come out. Thế là em rất là thương mẹ bạn đó, nên là em quyết định là không có để phải khó xử với bạn đó, nên là em quyết định ra đi luôn chị. Rồi hiện giờ bạn đó là sao em biết không? Dạ thì giờ bạn đó vẫn ở với mẹ bạn đó. Nhưng mà rồi bạn đó cũng sẽ yêu bạn trai thôi, chứ đâu phải yêu gì mẹ đòi tự dẫn mà yêu bạn gái được đâu đúng không? Dạ nhưng mà mẹ bạn đó vậy rồi em cũng phải lựa chọn thôi chị. Em thương mẹ bạn đó lắm. Lý do tại sao em lại thương mẹ bạn đó? Dạ tại vì trong thời gian mà quen bạn đó em hay về nhà bạn đó nấu ăn năm chung. Dạ đúng rồi. Nấu ăn chung rồi này nọ với mẹ bạn đó nên là có nghĩa lúc nhiều... tới nhà chơi mà vui vẻ là tại vì bạn nghĩ là hai đứa bạn trai bình thường. Dạ hai đứa bạn bình thường. Nhưng mà khi biết hai đứa là yêu nhau kiểu tình yêu đó là dạ. Mẹ bạn đó mới phản ứng là đòi tự giận. Dạ đúng rồi.
Ở lúc đó chia tay thì bạn đó có đồng ý không? Dạ tất nhiên là không đồng ý rồi chị. Hai đứa khóc sướt mướt khóc tới khóc lui. Nhưng mà giờ cũng phải chịu thôi chứ giờ mẹ đã nói làm gắt quá chị. Bây giờ chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay cũng được khoảng 6-7 tháng rồi. Giờ quên chưa? Dạ cũng sơ sơ. Sơ sơ. Còn bây giờ liệu quen người mới rồi có còn nhớ hình bóng người cũ không? Dạ chắc không đâu ạ. Em sẽ quyết tâm quên. Em mới tới chương trình ạ. Rồi giờ em là mình ví dụ những cái mối tình mà em quen trước đó là em đã giới thiệu với gia đình em chưa? Gia đình em biết không? Dạ mối tình đầu thì biết. Có nghĩa bây giờ nếu mà có dắt ai về giới thiệu thì nhà cũng không có phản đối về cái chuyện đó đúng không? Chứ để yêu nhau mấy năm nữa về gia đình không chịu nữa, khổ nữa. Coi như hai bạn đã công ao thành công hết rồi. Bây giờ quan trọng là mình có dẫn về gia đình thì gia đình cũng đánh giá là chọn về đạo đức, hạnh kiểm, về mọi thứ thôi. Đúng không? Chứ về giới tính là không bàn nữa, đúng không? Dạ. Ok, bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai là người như thế nào? Tự lập, chững chèo, biết quan tâm, chia sẻ, tôn trọng đối phương. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao nghe một tí hoặc là bằng cũng được. Ngoại hình dễ nhìn. Em thì như có vẻ hơi cao á, em cao mét mấy? Em đang dày cao thôi nhưng mà thực chất em được có 1m6 mấy gần 1m7 thôi. Em cao nhiêu? Em cao có 1m65 rồi chị. Đây đó, tôi thấy bên đây cao hơn rồi, bên đây 1m65 à. Dạ. Được không? Dạ không sao hết. Không sao hết phải không? Nhưng mà này dễ thương lắm. Còn em muốn tìm người bạn đi song hành với mình là người như thế nào? Thì em thì không quan trọng ngoại hình nên ngoại hình sao cũng được hết chị. Còn tính cách thì ngoại hình sao cũng được là sao? Dạ là sao cũng được hết đó. Nói gì đơn là... dễ chịu vậy? Dạ em dễ tính lắm chị. Nói chung em cũng không quan trọng ngoại hình đâu. Nói chung là mình nhìn là được rồi. Có để nhìn là được rồi chị. Có bồ mà có cũng như không vậy? Không, nhưng mà tính cách chị. Tính cách là sao? Tính cách là quan tâm nhưng mà quan tâm đừng giả tạo á chị. Kiểu dạng mà quan tâm mà từ trái tim chứ không phải là quan tâm kiểu giả giả. Em không thích kiểu như vậy. Ừ, gì nữa? Dạ vậy là được rồi. Rồi thí dụ như, thôi câu này để hồi nói sao đi. Hồi để hai bạn thấy mặt nhau mới nói. Ghê quá ha. Rồi, đây, hãy tìm coi anh ấy là ai. Rồi kiếm đi, trời ơi. Toàn đẹp trai không à. Tấm hình này có ba sự lựa chọn phải không? Dạ. Chọn đi. Bạn này ạ. Tại sao chọn bạn đó? Tại vì em linh cảm là bạn nói dễ thương kiểu như vậy. Vậy hả? Ủa bạn này cũng dễ thương mà, bạn này cũng dễ thương mà. Nhưng mà hồi nãy chị nói là giống em. Ồ. Dạ. Còn em? Này. Tại sao chọn anh đó? Cũng giống. Ủa giống em hả? Vậy là cặp mắt chị Tường nhìn chuẩn đúng không? Dạ chắc chưa? Rồi ok. Bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim. Chị Tường sẽ mở ra xem hai bạn đoán nhau có đúng hay không nha. Sao? Dạ đúng như em dự đoán ạ. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra là cảm xúc của hai bạn như thế nào? Em khá là vui với chị. Sao vậy? Tại vì bạn nó giống em thiệt. Giống hả? Dạ. Còn em? Em cũng cảm thấy thích. Coi chừng anh sinh ba đó mà lạc đứa giờ mới kiếm ra được á. Giống anh của em không? Cũng giống thôi. Cũng giống hả? Không mà thiệt hai bạn này cũng khá là giống nhau. Em thấy giống không? Giống. Giống phải không? À bây giờ một câu hỏi này, hồi nãy chị nói là để mở cửa ra mình nói nè. Nhưng mà tuổi hai bạn cũng còn trẻ, người mới 22, người mới 20. Bây giờ hai đứa mà thí dụ quen nhau, yêu nhau, tìm hiểu nhau thì em nghĩ làm sao để mình gắn kết được hai bạn? Dạ thì thật ra thì em với bạn trước thì cũng có cái ý định kết hôn á chị và nhận con nuôi á. Thì em cũng đã tới ý định đó rồi. Nhưng mà bây giờ thì em cũng muốn gắn kết với bạn này như vậy. Kiểu như mình tìm hiểu, mình quen nhau xong rồi mình sẽ về chung một nhà và nhận một đứa con nuôi ạ. Kinh tế em có đủ để làm được điều đó hay? Dạ đủ ạ. Cụ thể là một chút xíu là công việc em như thế nào? Dạ công việc em là bán hàng trong siêu thị thôi ạ. Rồi làm mình có đi định làm thêm, định phát triển vì gì về kinh tế không để mà có thể nuôi được con? Dạ chắc chắn rồi ạ. Lúc mà có con rồi em với bạn đó sẽ cùng nhau kết hợp để mà ra thêm nhiều cái nguồn kinh tế thêm nữa. Ví dụ khả năng em có thể làm được những việc gì? Ví dụ như là nếu mà không làm một job không đủ thì em có thể nhảy 2-3 job được ạ. Còn em? Còn đối với em thì phụ thuộc vào anh thôi, anh ấy thôi. Trời ơi, mình phải có một cái cá tính bản lĩnh riêng, suy nghĩ riêng chứ phụ thuộc anh ấy. Tại vì quan trọng là người ta như thế nào thôi. Ví dụ bây giờ là ảnh là yêu thương em, chăm sóc em ok rồi đó. Thì em định hướng tương lai của mình là như thế nào? Tương lai của mình thì sau một thời gian tìm hiểu nhau thì cảm thấy hai đứa là cứ làm tự lập về tài chính rồi mới yêu sau này đủ ok thì mới về ở với nhau. Còn hiện tại công việc em ổn định không? Thì ổn định. Còn trẻ mà ha, còn đường xanh lo gì không có củi đốt đúng không? Vấn đề là có đồng hành được với nhau hay không. Rồi bây giờ chị Tường sẽ thường mời hai em thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Bao Điểm Sắm nha. Xin mời.
Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức món bánh cuốn tôm tươi nè, bánh xếp tôm chiên nè và bánh trứng nướng tại nhà hàng Bao Điểm Sống. Rất là ngon, trưng bày rất là đẹp mắt đúng không? Nhưng mà nhớ nhé, vừa ăn trưa cùng nhau, vừa trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Ngon quà tặng anh nè. Cảm ơn em. Mà có gì? Em thích món ăn gì nhất? Em thích ăn ngọt. Anh ăn ngọt, ngọt là món gì vậy? Kem nè, rồi trái cây. Anh cũng ngọt nè. Công việc của anh á thì giờ giấc làm sao? Ngày nào cũng 9 giờ mới xong, còn một tuần anh được nghỉ một ngày. Còn công việc của em thì xoay ca, nhưng mà thời gian cũng rảnh. Anh gấp bánh dày măng nha. Dạ. Măng nha. Cảm ơn anh. Trước giờ anh thích một người như thế nào? Trước giờ anh thích một người dễ thương một tí, hiền lành. Anh sao không được, anh dễ lắm. Khi mà anh đến chương trình này á, thì anh có xác định là anh nghiêm túc với mối quan hệ đó không? Tất nhiên là anh luôn luôn nghiêm túc với mối quan hệ mình. Tại vì mình sống một lần mà, luôn luôn phải nghiêm túc với những cái mình quyết định chứ. Vậy là anh come out với gia đình đúng không? Anh come out rồi. Thì sau này anh có muốn dẫn em về nhà không? Tất nhiên là có rồi. Khi mà hai đứa mình quen nhau thì tình cảm đủ lớn là anh sẽ dẫn về liền. Dạ. Ở quê em ở đâu? Quê em ở Bình Thuận á. À, Bình Thuận cũng gần. Anh biết đất mẹ Tà Bao không? À, gần. Gần đất mẹ Tà Bao luôn. Ủa, anh ở đâu? Anh ở dưới Xuân Lộc á. Xuân Lộc, Đồng Nai hả? À, cũng gần. Cũng gần. Anh ăn đi. Ba anh mất cũng lâu rồi hả? Ừ, ba anh mất từ lúc anh lớp 6 rồi. Mẹ anh lớn tuổi chưa? Mẹ em cỡ 50 rồi em. Em có anh đó, cũng có biết anh như vậy không? Chắc biết nhưng mà nó không nói. Chắc cũng nghĩ là anh như vậy rồi chắc cũng không sao, bây giờ nhận chấp nhận rồi á. Cay quá. Cay quá. Nước kìa. Cay quá. Em không thấy hết rồi. Em cũng vậy, em cũng ít ăn cay. Dạ, được. Mặt nóng, mặt người nóng. Người đa số người ăn ngọt không ăn cay được. Gặp trường hợp anh có người yêu á thì anh có dắt người yêu của anh đi chơi với bạn của anh không? Thì anh bình thường, bạn của anh cũng khá nhiều á nên là anh cũng hay dẫn người yêu đi chơi lắm. Tất nhiên cũng không cần nói đâu, đi chơi chung thì tụi nó cũng tự biết thôi. Thì em có những điều gì em hỏi anh vậy thôi. Anh có muốn hỏi gì anh gì không? Em đang ở với bạn hả? Ở với bạn. Em ở quận 10, khu vực nào vậy? Quận 10, chỗ đường 3 tháng 2 á. Tại vì lúc trước là em có làm ở đó luôn. Nhưng mà hiện tại thì đã chuyển siêu thị sang chỗ khác làm rồi. Em cũng làm siêu thị luôn hả? Em làm thế giới động. À. Cũng em cũng làm bên bán hàng cũng giống như anh vậy đó. Anh mình bán hàng chung. Bữa nay chuyển qua Nguyễn Trãi, quận 5 luôn. Công việc anh làm lâu chưa? Anh làm được khoảng 3 tháng rồi. 3 tháng hả? Sau chương trình này á, anh có muốn cho hai đứa cùng có cơ hội với nhau không? Tất nhiên là có, em tất nhiên có, anh mới tới đây chứ. Em thích đi đâu nhất? Em thích đi du lịch, Đà Lạt. Đà Lạt hả? Anh thích Đà Lạt, nhưng mà anh thích em hơn. Cảm ơn anh. Rồi ăn đi, sống ăn. Cay quá chứ. Trời, cay quá. Cay quá hả? Thì mình đừng chấm nước. Không chấm nó lạc. Là, rồi, nãy giờ tâm sự được nhiều không? Dạ, cũng nhiều rồi chị. Nhiều điều. Thấy sắp tới có thể hợp tác rồi mừng ăn, làm ăn, buôn bán gì được không? Chừng nào dọn về ở chung, nãy giờ tính chưa? Dạ, chưa. Chứ nãy giờ nói chuyện gì? Em nói về sở thích của nhau thôi chị. Ồ, thấy có hợp gu nhau không? Dạ, khá hợp đó chị. Khá hợp. Mà em chỉ sợ là mặt em với bạn đó khá giống nhau chị. Giống nhau có gì đâu sợ. Dạ, sợ là thành anh em sinh ba luôn. Rồi thí dụ như bây giờ mà cảm thấy ổn thì mình bao lâu thì mình dọn về ở chung, hay là mình đưa nhau về gia đình, hay là như thế nào? Dạ thật ra thời gian đối với em nó không quan trọng đâu chị. Tại vì nếu mà thời gian mà một năm mà nhạt nhẽo thì nó cũng không bằng một tháng mà nó mặn nồng nữa. Nên là em sẽ xem xét đến việc mà em với bạn đó hợp nhau đến mức nào và yêu nhau đến mức đủ lớn là em sẽ tự phép em dọn tới bạn đó. Em dọn tới bạn đó hả? Dạ. Chứ phải là em rước bạn đó về em hả? Tức là em dọn với bạn đó ra một chỗ mới. À, ủa chứ giờ là dân chỗ dọn ra chỗ mới là sao? Tại vì anh trai em nó ở chung nó bất tiện lắm chị. À, đang ở có chung những cái riêng tư. Dạ. Ồ, hiểu rồi. Còn em, nãy giờ trò chuyện với bạn ấy xong thì là có đưa ra quyết định gì trong lòng mình chưa? Thì cái đó thì lát nữa mới biết kiểu chị. Lát nữa mới biết. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ giúp cho hai bạn. Ủa, hồi nãy tặng quà gì vậy cho coi coi. Hồi nãy tôi đi ra tôi chưa thấy cái đoạn tặng quà. Dạ. Quà gì vậy, mở coi coi.
cái ví á. Wow, tại sao tặng bạn trai cái ví? Ý nghĩa là lúc nào cũng luôn đeo bên mình. Thường ta tặng ví phải có bỏ ít tiền cho chồng rồi đó, chúc cho bạn trai tiền nó đẻ ra tiền sinh sôi nảy nở, gì kinh nghiệm gì trơn. Bây giờ Tường mời hai bạn, chúng ta sẽ bóc những lá bài của chương trình để rồi mình đọc lớn lên, thực hiện những yêu cầu ở trong đó. Bạn bị bịt mắt, hãy dùng miệng để lấy bánh trên bàn và truyền cho đối phương ăn. Lưu ý không được dùng tay. Rồi, hiểu không? Dạ hiểu, mà bạn nó có quyền giúp em không chị? Tức là giúp nó cho em biết chứ em không thấy đường. Đúng rồi, bây giờ chị Tường sẽ bịt mắt cho bạn này. Rồi em ngồi bên đó em điều khiển sao mà bạn nó lấy được cái bánh, rồi bạn nó đi qua được tới em đút cái bánh vô lấy miệng em. Lấy bằng tay hay lấy bằng miệng? Lấy bằng miệng. Được chưa? Dạ, được chị. Tin em nha. Tin em nha. Ừ, tin chị Tường nha. Chị Tường bịt kín mít. 1, 2, 3, bắt đầu. Đưa mặt tới đi anh. Rồi không, hạ xuống một tí nữa. Rồi xuống nữa, rồi đúng rồi, tới rồi đó. Rồi ngậm lên. Rồi anh bước qua bên đây đi. Rồi đi tới em đi. Ngon không? Bánh ngon không? Ngon. Rồi cho đưa hướng dẫn người ta về. Đi về. Đi về. Cái gì vậy? Ủa tới rồi. Chưa chưa, tới tới. Ngồi xuống, ăn ngồi xuống đi. Nhìn ghế đằng sau. Anh nhìn ghế, anh bỏ đằng sau đúng rồi. Ngồi xuống người ta ngồi cái bệt xuống đất luôn. Ông này ông ác ghê, cũng lo ăn bánh không à. Bánh ngon không cưng? Dạ ngon. Ngon ha. Bánh quá ngon luôn, biết bánh ngọt hay cái gì ngọt nữa. Rồi tới em nè. Gái thầm lại bé này mới được. Hãy thể hiện hành động lãng mạn mà bạn từng thể hiện với người yêu của mình. Rồi, mừng đi. Trời ơi. Lãng mạn không cưng? Dạ, cũng lãng mạn nhẹ. Lãng mạn mới nhẹ thôi hả? Dạ. Vậy là em nặng hơn nữa hả? Dạ. Trời ơi, hay quá. Tiếp cưng ơi, đang vui rồi đó. Vui rồi. Thì ba tài năng mà bạn tự tin nhất để chinh phục đối tượng mà bạn để ý. Đó, chứ ba tài. Em không tài năng gì luôn. Em mới nói đó, em là cua đó, đi lãng mạn đồ dữ lắm đó. Đó cũng một tài năng đó, người ta làm vậy dễ thương quá trời mà em mới nói nhẹ hả? Em làm nặng đi. Ba tài năng. Nhớ rồi, hồi nãy hồi nó hát dở nhảy xấu gì từ lưa trơn á. Em gợi ý cho ảnh ba tài năng cho em. Hát hay không bằng ai hát, anh hát cho em một bài đi. Đó, tài năng. Em hát một cái là banh banh đây luôn á chị. Hát cho em nghe, phải hát cho chị nghe đâu. Dạ. Người. Người gì? Muốn hát cái gì? Muốn hát bài gì? Ta bắt tông phụ. Thì ta bắt tông giùm ra nè. Anh thuộc bài gì? Anh Tình Yêu á. Người gì nhắc cho ta hát, ta phụ cho kìa. Người gì? 2, 3. Người đàn ông đang đi. Sao nó đọc em? Người đàn ông đang đi bên ai là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương ấy. Tiếp đi. Anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu ở lại. Tài năng không em? Tài năng. Trời ơi quá tài năng. Em tưởng đâu ai cũng hát được vậy hả? Em hát được vậy không? Không. Không. Rồi còn hai cái nữa, ráng lên em. Nhảy xấu múa tệ, giờ nhảy luôn, xấu múa luôn. Ừ, chơi luôn. Một vòng qua đây nhảy nè. 2, 3, vô. Vỗ nhịp cho bạn nhảy coi em. Nhìn đi, ta nhảy cho em coi mà. Cái này tập thể dục nhịp điệu hả? Hay nhúng? Hả? Hay tập dưỡng sinh? Vô. Hết rồi đó chị. Nhảy đi, 2, 3, vô. Đứng nhịp kim không vậy? Dạ. Cái đó tài năng không em? Tài năng luôn hả? Tài năng luôn. Rồi tài năng cuối cùng là cái gì em? Bây giờ tỏ tình lãng mạn đi nè. Đó. À, thì hôm nay em tới đây á, thì em mới biết là thiên thần có thật á. Em biết không, hồi nãy anh uống nước suối thôi á, mà anh mất say mất rồi. À, về nhà với anh em nhé. Sao Kinh có cảm xúc gì không? Chấp nhận không? Có tí tí. Có tí tí. Có đó tài năng không? Cảm chấp nhận được. Nhận rồi về chỗ. Hú hồn, hú vía. Thiệt tình. Còn trời cuối cùng của ai đây ta? Hồi nãy ai? Em hả? Rồi của em. Kể ra 4 tật xấu nhất của bạn mà chỉ người yêu bạn mới biết. Ừ. Người ta có 3 tài năng rồi đó. Giờ em 4 tật xấu đi. Hình như lại không có tật xấu nào luôn để em nói. Trời ơi, thiên thần cũng có tật xấu luôn. Thì đó là thiên thần mà chị.
Ngủ mặt đẹp không cưng? Ngủ thì mặt bình thường thôi. Có hả miệng nghiến răng gì không? Dạ không luôn, bình thường. Rồi có ngáy không? Em đặc biệt là không ngáy. Có gác không? Ôm thì không gác. Ôm thì không gác. Có xoay vòng vòng không? Cũng có. Ở đó thì đó cũng là những cái tật xấu. Thì em không có biết được, tại vì người ta không có nói cho em biết. Ngủ gì nữa, phải có mới một à, còn ba cái nữa. Ở chung trong nhà sẽ có những tật xấu gì? Bề bộn nè, làm biếng nè, ở dơ nè. Em hay quạo với người yêu. Quạo? Lúc em quạo em làm gì người ta? Quạo chỉ nói vậy ra vậy thôi, quạo lên tí rồi hết. Mặt sụ xuống. Mặt sụ xuống. Rồi gì nữa? Hình như là em không có gì đó chị. Em tin đã, nó không có tật xấu gì không? Dạ em tin mà. Tại vì từ cái khi mà mở cánh cửa ra là em biết bác nó thiên thần rồi. Rồi, tôi ổng kìa. Thiệt tình luôn, thôi được rồi. Nãy giờ chị Tường cũng dành cho các bạn nhiều thời gian rồi ha, để mình có thể tìm hiểu nhau được nhiều hơn. Qua cái vui đó là mình cũng có cái sự va chạm đúng không? Dạ. Để mình đo cảm xúc của mình, coi mình có sự rung động gì hay không. Bây giờ là lúc quan trọng nè, các bạn hãy đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu mình cảm thấy đối phương là một nửa mà mình đang tìm kiếm thì mình nhấn nút. Nếu mình cảm thấy không phải thì mình lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Dạ. Tôi là tôi ấn tượng với mấy tài năng của chú lắm nha chú. Chú hát mà còn như đọc vậy. Hay thiệt luôn á. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Đây là thêm một cặp đôi rất là đẹp nữa của cộng đồng LGBT nha. Hãy đón nhận họ, hãy ủng hộ cho họ nha. Nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi biết làm gì nữa không? Có coi chương trình Hẹn Chưa chưa? Rồi, giờ làm gì? Đúng rồi, nó hoài. Thiên thần mà cái kêu bằng nó. Sao dễ quá vậy? Trời ơi, nó hỏi người ta sao dễ quá vậy? 2, 3 Mày thấy sao? Thấy ấm. Ấm. Không có kêu bằng nó nữa nha. Dạ, dạ, dạ. Em nhớ rồi. Kêu bằng gì? Bằng thiên thần. Thiên thần. Để em trồ. Em trồ. Rồi, ok. Có gì là phải mát chị nha. Nó là mát nha. Rồi. Chúc hai bạn sẽ có những cái thời gian rất là đẹp, rất là hạnh phúc bên nhau nha. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Như vậy là hôm nay thành công nữa rồi quý vị ha. Rồi chúng ta sẽ đón nhận thêm một cặp đôi rất là đẹp của cộng đồng LGBT nữa. Và nếu như các bạn vẫn đang có nhu cầu tìm kiếm một nửa của mình, dù là trai, dù là gái, hay là dù ở trong cộng đồng LGBT, cũng cứ mạnh dạn đăng ký với chương trình Hẹn Ăn Trưa để gặp Cát Tường nha.